BBX cửa hàng xịn ấy, chất ấm rất là hay các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Ở clip này thì Minh Vũ xin được giới thiệu đến toàn thể các bác và anh em một con controller của hãng DBX PA cộng, hàng của Mỹ nha mọi người nhé, hàng Mỹ xuất. Con này chạy điện 220, các bạn chạy điện 220 này rất là hiếm nha mọi người nhé. Anh em chơi con này thì không cần phải đổi điện đổi điếc cần gì, máy móc thì zin nguyên bản đẹp nhé mọi người nhá. Đặc biệt là cái dòng DBX này, nếu như anh em mà sử dụng những cái con đẩy crown, những cái loa JB thì ở trên này nó có tích hợp mà sẵn những cái cấu hình cho những loa của JB và những dòng đẩy của crown rất là hay. Đấy, nó cũng kiểu dạng như là của thằng Lexo mà nó sử dụng con controller độc quyền riêng của hãng ấy. Nó có sẵn những cái cấu hình dành cho loa rồi, anh em về chỉ việc lựa chọn cái cấu hình của loa nào. Ví dụ như con loa JBSRX715 này thì chúng ta cứ ấn vào đây mà gọi thôi, nhiều lắm. Đấy, 928 rồi là 925 rồi 115 rồi 512, nói chung là rất là nhiều các bác nhá, rất nhiều. Rồi đánh chia way, 2 way, 3 way, 4 way, nhiều lắm. Con này tổng cộng của nó là có xem nào, 50 cấu hình nha mọi người nha, 50 cấu hình. Anh em muốn sử dụng cấu hình nào thì chúng ta có thể lựa chọn ở đây. Đó, gọi nó ra và căn chỉnh ở trên đây. Những dòng DBX này thì nó cho chúng ta cái âm thanh rất là hay, chi tiết, rõ nét, đầy đủ cả ba giải bát, trung, check, và phù hợp cho anh em mà làm sự kiện hoặc là chơi những dàn âm thanh công suất lớn và nhiều loa thì con Quicksilver này nó làm nhiệm vụ chia way và lưng giải EQ các bác nhá. Thì nó cũng tương tự như con Equalizer đây, nó cũng có mục chỉnh EQ anh em nhé. Đấy, mục chỉnh EQ rồi limit rồi là com rồi là đặc biệt con này nó có cái chế độ chống hú tự động rất là hay. Nói chung nó rất nhiều tính năng. Với mức giá bán thì em cũng xin thông báo giá luôn cho các bác. Duy nhất một con zin đẹp các bác nhá, một con zin đẹp trên hơi bụi một tí, giá là 9.300.000 anh em nhá, 9.300.000. Các bác có nhu cầu thì nhớ nhanh tay alo chị Vũ nha. Ngoài mẫu DBX PA này ra thì em còn rất là nhiều dòng Quicksilver khác, dòng PA trơn. PA trơn thì giá là từ 4.200.000 đến 4.800.000 các nhá. Ở đây em có hai con rất đẹp. Cốt thì em có nhiều loại nữa các bác nhá. Rồi em xin chào tất cả các bác nhá.